Các bạn thân mến, tiếp tục một video mới để truyền tải lên kênh cho quý vị và các bạn xem đây. Thì hiện tại bây giờ thì Sơn đang có mặt ở khu vực thành Nhà Mạc các bạn nhé. Như trong cái video trước Sơn đã giới thiệu ấy, thì đó là khu vực Sơn đến tiếp theo, đó là khu vực thành Nhà Mạc, thành cổ. Thì cái vị trí ở nơi đây thì chúng ta cũng phải đi ngược theo những cái bậc thang như thế này và lên những cái núi đá. Những cái núi đá này thì theo kiểu như là truyền thuyết để truyền thuyết lại ấy, thì từ thời Nhà Mạc thì các vị vua quan ngày xưa đã chọn nơi đây để làm một cái bức tường thành để ngăn cách chống lại giặc ngoại xâm ấy các bạn. Ôi, nên đi lên đây thì cũng khá là mệt rồi, bởi vì phải đi lên rất là nhiều cái bậc đá trên cao. Được cái thì trên này gió rất là mát, nhưng mà mệt các bạn ạ. Đây, như các bạn quan sát thấy đây, cái ở bên kia thì cũng có một bức núi đá chảy dài sang phía bên này nữa này các bạn này. Đó, và sau này thì bàn tay con người đã tạo lên những cái lối đi, những cái bậc đi để lên trên đỉnh những cái núi đá được gọi là thành Nhà Mạc khu vực này. Cái view ở đây thì chúng ta có thể quan sát xung quanh, nó cũng khá là đẹp, toàn bộ những khu vực núi đá đó. Và ở phía xa xa bên kia thì còn có động gọi là động Nhị Thanh và động Tam Thanh các bạn ạ. Thì chắc là Sơn cũng sẽ cố gắng bắt ba thì Sơn sẽ sang bên đó. Ở phía trên này thì chúng ta cũng có thể là quan sát xuống phía bên dưới thành phố Lạng Sơn các bạn. Chúng ta cũng có thể quan sát được toàn cảnh luôn. Nhưng bây giờ thì Sơn sẽ đi lên cao hơn nữa các bạn nhé. Bây giờ Sơn sẽ lên cao hơn nữa để xem ở phía trên này nó còn có những cái view gì đẹp hơn nữa không, và Sơn sẽ ghi hình và truyền tải cho các bạn xem. Các bạn ơi, Sơn đã lên được trên đỉnh. Trên đỉnh chóp, đỉnh chóp của một ngọn núi đá. Ở trên này thì gió cực mạnh các bạn ạ. Ui, gió mạnh quá cho nên là Sơn sẽ nó hơi bị ồn một xíu các bạn nhá. Các bạn phải hết sức thông cảm. Nhưng mà khi mà đứng ở trên này thì chúng ta có một cái cảm giác nó rất là phê. Nó rất là thích, bởi vì là trên này thì nó có những cơn gió cực mạnh luôn. Có những cơn gió cực mạnh và chúng ta có thể được ngắm xung quanh tất cả những cái bức tường thành của thời Nhà Mạc các bạn ạ. Theo như những cái bức tường thành gọi là tường thành đá, thì ở đây thì ngày xưa là thời Nhà Mạc đã chọn ở đây để làm nơi kiểu như là làm căn cứ ấy các bạn. Đấy, và sau này thì được con người tu tạo lên và làm những cái bậc thang đi lên trên thành kia như các bạn quan sát kìa. Đó, và phía bên này, và sang phía bên này thì chúng ta đứng ở đây thì chúng ta có thể quan sát được xuống toàn bộ khu vực thành phố Lạng Sơn. Toàn bộ khu vực thành phố Lạng Sơn, nhìn xuống được một cái view rất là đẹp. Một cái view toàn cảnh thành phố Lạng Sơn luôn các bạn ạ. Và ở bên phía bên kia thì nó có những cái dãy núi đá sát kề với cả người kiểu nhà dân ấy. Người ta cũng làm nhà sát với các những núi đá kia, nó trông trùng trùng điệp điệp, nó khá là thú vị. Trông nhìn cái view của nó khá là đẹp luôn. Đấy, còn ở phía bên dưới này, đây như các bạn quan sát thấy đây là nó sẽ có thêm một quả đồi nhỏ. Thì nó vẫn là chung với cái dãy tường thành Nhà Mạc này thôi các bạn ạ. Và người ta cũng tôn tạo một cái lối đi lên. Người ta cũng có làm những cái lối bậc thang để đi lên trên đỉnh cái kiểu như cái ngọn núi này, để chúng ta có thể đứng ở trên này và chúng ta ghi lại được những cái bức hình toàn cảnh thành phố Lạng Sơn, cũng như là một cái view rất là đẹp. Nếu mùa hè mà các bạn đi lên nơi đây mà đứng trên này hóng gió thì phải gọi là ối rồi ôi, hết nước chấm các bạn ạ. Đẹp cực kỳ luôn. Mát lắm. Đứng trên này mát mát vô cùng mát luôn. Nó sung sướng. Đây, toàn cảnh thành phố Lạng Sơn này các bạn này. Rất là đông đúc nhà, toàn nhà mái đỏ, trông rất là hay, rất là đẹp luôn. Còn bây giờ thì Sơn sẽ đứng ngắm ở đây một lát, rồi sau đó là Sơn cũng sẽ đi xuống và sang bên khu vực hang động, có gọi là hang
Nhị Thanh và hang Tam Thanh các bạn ạ. Có hai hang, có hai hang lối liền sang nhau ở bên chỗ dưới chân của làng Tô Thị. Nó cũng có một cái hang để lối thông sang hang Nhị Thanh ấy. Nhưng mà cái khu vực đấy là người ta cấm, người ta không cho đi vào bởi vì là người ta chưa khám phá hết. Đó là mình có hỏi người dân đấy thì người ta bảo là ở trong có thể là vẫn có rắn rết rồi mọi thứ nguy hiểm, cho nên là người ta cấm chưa cho đi vào. Các bạn ơi, có lẽ là cái video này thì Sơn cũng xin phép được kết thúc tại đây thôi. Để Sơn sang khu vực bên động Tam Thanh và động Nhị Thanh để Sơn ghi lại những cái hình ảnh bên đó và truyền tải lên kênh cho các bạn xem nhé. Bởi vì cái khu vực ở bên thành nhà Mạc, thành cổ này á, thì nó cũng có rất là nhiều những cái ngọn đồi, ngọn núi, núi đá này này, để chúng ta có thể chúng ta đi bộ lên, neo theo cái lối, những cái lối bậc thang được bàn tay con người đã tu tạo lên, và chúng ta lên trên đó để tham quan cũng như là ngắm cảnh xuống toàn bộ khu vực bên dưới thành phố và những cái cảnh của những cái ngọn núi đá khác. Và bên trên này thì chúng ta lên trên này thì chúng ta sẽ được hưởng thụ một cái không khí, có nghĩa là nó rất là trong lành, với nó có những cái cơn gió rất là mạnh, những cơn gió rất là mát luôn các bạn ạ. Đó, và cái khung cảnh ở đây thì Sơn cũng đã quay toàn bộ cho các bạn xem rồi. Các bạn ơi, trong cái video mà Sơn quay về những cái bức núi đá, kiểu chúng ta có thể gọi là những cái bức thành cổ nhà Mạc, thì chính đó là những cái bức núi đá. Và trong những cái núi đá, các cái dãy núi đá ở xung quanh vị trí nơi đây, thì Sơn cũng đã quay và ghi lại những cái hình ảnh và truyền tải lên trong cái đoạn video để cho các bạn xem rồi. Một cái hình ảnh nó rất là đẹp về trùng trùng điệp điệp về núi đá này và về khu vực toàn cảnh bên dưới thành phố Lạng Sơn. Và trong cái video này thì chắc là Sơn sẽ ghi hình đến đây thôi, và Sơn xin phép được dừng cái video này tại đây, và để Sơn di chuyển sang phía bên khu vực hang động Tam Thanh và động Nhị Thanh để Sơn khám phá bên đó xem là nó có còn những cái gì hay, những cái gì thú vị, những cái gì đặc biệt, hay là những cái điều gì mà nói lên về lịch sử của đất Lạng Sơn này, thì Sơn sẽ ghi hình ở bên đó nữa các bạn nhé. Còn bây giờ thì Sơn xin phép được kết thúc video này tại đây, và xin chào, được hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.